Chào các bạn, chào các cháu. Hôm nay Ngọc chia sẻ đến cả nhà làm món mứt gừng mềm ngon ít cay để ăn Tết. Món này vào những ngày lạnh như vậy mà ăn mứt gừng, uống trà nóng thì rất là ngon. Công thức và cách làm thì rất đơn giản. Và nếu cả nhà thích món này thì hãy vào làm cùng mình nhé. Mình chuẩn bị 1 kg gừng và đây là gừng non, gừng bánh tẻ. Mình cho vào cái tô nước này 1 muỗng canh muối. Mình nặn vô 1 quả chanh để mình ngâm gừng cho nó trắng. Mình khuấy cho tan muối. Bây giờ mình cạo gừng. Nó gừng mình nó vàng như vậy là nó ngon lắm này. Và gừng quê mình thì không có cần phải ngâm nước muối đâu. Các nơi khác thì ta có thể ngâm nước muối 30 phút là mình cạo cho nó dễ. Quê mình đất đỏ cho nên là gừng dễ cạo lắm. Mình rửa xong mình cạo được. Và mình mua gừng á, mình mua gừng nó to to như vậy này thì cắt ra nó đẹp. Và mình cũng cắt bớt những cái xấu xấu để mình nấu thức ăn. Mình làm mứt thì mình làm những cái củ đẹp đẹp. Mình gọt gừng thì cái chỗ cái hóc hóc này nữa, mình lấy cái mũi dao mình cạo rất là dễ. Ta có thể lấy cái cán muỗng ta cạo cũng được. Mình rửa xong mình cạo liền, mình không có cần phải ngâm gì hết. Gạo cạo xong thì mình bỏ trong tô nước chanh muối mình ngâm. Mình gọt xong gừng rồi, bây giờ mình đi rửa gừng. Mình cũng chuẩn bị tô nước này, 1 muỗng canh muối và mình cũng nặn vô 1 quả chanh. Bây giờ mình xắt gừng này, mình tạo ra 1 cái mặt bằng này. Đó mình cắt, tự bị dao 2 lưỡi như mình nó mỏng lắm cho nên mình phải cắt bằng dao này. Gừng nó vàng như vậy là ngon. Gừng mà đen đen là gừng già. Và mình lấy mài dao sắc sắc, mình cắt cho nó dễ. Bào mỏng quá thì ăn không có ngon. Mình mới mượn được con dao ở cả nhà. Mình xắt từ từ. Nếu khó xắt thì mình cứ để xuống cái bàn này mình cắt cũng được này. Gừng thì nó hơi khó bào một chút. Bây giờ đến phần khó bào thì mình lấy con dao mình để như vậy nè cả nhà. Bây giờ mình bào nó làm đứt tay á. Cắt như vậy đó. Mình xắt xong gừng rồi, bây giờ mình đi rửa sạch. Mình cho vào 1 muỗng canh muối. Mình khuấy cho tan muối. Gừng mình rửa sạch 3 nước rồi, bây giờ mình cho vô mình ngâm khoảng 5-6 tiếng để cho nó hết cay. Mình ngâm ngập nước để cho gừng nó không có đen. Gừng mình ngâm được 5 giờ rồi, bây giờ mình đem rửa sạch. Nước sôi mình cho vô 1 muỗng canh muối và 1 quả chanh. Cho gừng vô mình luộc cho nó trắng. Gừng sôi được 5 phút, bây giờ mình tắt bếp, mình đem rửa gừng. Bây giờ mình luộc gừng lần thứ 2. Gừng có 1 màu vàng rất là đẹp. Lần thứ 2 thì mình không có cho muối, cho chanh. Muối thì giúp cho gừng giảm cay, còn chanh thì giúp gừng cho gừng nó trắng. Gừng sôi được 5 phút, mình tắt bếp và mình rửa. Mình có 2 chén đường 660g. Mình đong bằng muỗng canh là 33 muỗng canh thật đầy. Mình đong 1 muỗng canh đường đầy như vậy nè. 15g.
Và cái muỗng đường đầy như vậy này là 20 gram này. Gừng mình rửa ráo nước rồi, bây giờ mình cho đường vô mình trộn này. Và mình ướp qua đêm. Gừng mình làm rất là kỹ rồi. Gừng mình rửa sạch, mình cân được 950 g. Cứ 1 kg gừng là mình cho 700 g đường. Bây giờ mình đi xên mứt gừng. Mứt gừng mình để được gần 1 ngày rồi đó. Mình bận việc á, cho mình để gần 1 ngày rồi. Bây giờ mình bật bếp lên. Lúc đầu mình để lửa lớn. Và lát nữa nó sôi thì mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống. Bây giờ mứt gừng sôi mình hạ lửa nhỏ xuống. Và lúc này thỉnh thoảng mình đảo thôi, mình không cần đảo nhiều. Từ vì nó còn nhiều nước á. Khi nào mà gần hết nước thì mình phải đảo liên tục. Mình hạ lửa nhỏ xuống để cho đường nó ngấm trong gừng. Mình cho vào 1/4 muỗng cà phê muối. Mình xên được 40 phút rồi. Thì cái nước đường của mình nó cạn gần hết rồi nè. Bây giờ thì mình phải xiên đảo. Và mình để lửa thật là nhỏ để cho nó khỏi bị cháy. Lúc này thì cái chảo mứt gừng của mình á, nó đóng phấn ở chung quanh rồi cả nhà. Nó chung quanh chảo nó có phấn rồi. Thì thường xuyên mình đảo. Và để lửa thật là nhỏ. Mứt gừng bây giờ đóng phấn rồi cả nhà. Đóng phấn nhưng mà nó chưa có khô. Mình vẫn phải đảo vào mà lửa nhỏ xíu xíu thôi. Nhỏ nhất. Chứ mình đừng có để lửa to là sẽ bị cháy. Nó đóng phấn trên mứt gừng rồi nè, nhưng mà nó chưa khô hẳn. Mứt gừng của mình lúc này nó đóng phấn nhiều cả nhà. Mình để lửa rất là nhỏ, nó khô một chút nữa. Mình để lửa to sẽ cháy. Lúc này mứt gừng của mình nó bông trắng như vậy nè, cả nhà mình tắt bếp nè. Đó, cả nhà thấy nhìn rất là đẹp không? Mình tắt bếp. Và mình xên mứt gừng đúng 1 giờ. Bây giờ mình thưởng thức, mình mời cả nhà nha. Cả nhà coi mứt gừng của mình nè, nó dày dày như vậy, nó ngon lắm nè. Và mứt gừng rất là mềm. Đó, mứt gừng mềm lắm. Mình ăn thử. Cả nhà ơi, mứt gừng mềm ngon và độ ngọt thì rất là vừa ăn và nó chỉ cay nhẹ nhẹ, cái này con nít cũng ăn được. Mứt gừng mình để thật nguội để mình bỏ trong bịch hay trong hũ, mình bảo quản được rất là lâu. Video của mình đến đây là hết, chúc cả nhà thành công. Nếu cả nhà thấy thích thì hãy like, đăng ký và chia sẻ cho mình nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.